Cảm ơn những chia sẻ của anh Công. Thế quay trở lại cái câu chuyện, tức là bây giờ mình đã bắt đầu cái việc chuyển đổi số rồi. Thì nếu mà đối với những doanh nghiệp đã bắt đầu rồi thì các anh chị ngồi đây sẽ giúp gì cho các doanh nghiệp mà tăng tốc và bứt phá? Đấy, tức là mình chuyển đổi số để mình tăng tốc bứt phá, mình đạt được nhiều cái lợi ích hơn trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì đối với lĩnh vực về tài chính và quản trị doanh nghiệp thì Misa thế nào anh Nguyễn Xuân Hoàng? Mời anh mở mic giúp. Vâng, cảm ơn anh Long. Thì đối với những cái doanh nghiệp mà trong cái hoạt động về cung cấp kế toán dịch vụ ấy, và những cái doanh nghiệp mà nhỏ khác, thì ngoài cái việc cái bước đầu tiên ấy là phải sử dụng những cái nền tảng rất là cơ bản, như là phần mềm kế toán, như là phần mềm hóa đơn điện tử, như là phần mềm kỹ chữ ký số. Thì cái bước thứ hai là để mà tăng tốc và bứt phá ấy, thì cái mục tiêu đó là làm sao để những doanh nghiệp này có thể tự động hóa được những cái hoạt động mà thường là mất tốn kém, mất nhiều thời gian để mà giúp họ ấy tăng năng suất. Đấy. Và bước thứ tiếp theo đó là sẽ làm sử dụng những cái đã có dữ liệu rồi, làm cho những cái hoạt động này nó thông minh hơn. Đấy. Thì cái đầu tiên ấy là những doanh nghiệp này tôi khuyên là đấy, phải dù sử dụng những cái nền tảng mà giúp cho ví dụ như là ký số, thì bây giờ chuyển sang ký số USB để chuyển sang ký số từ xa đấy. Rồi ký những cái hợp đồng hóa đơn chứng từ thì cũng cũng là sử dụng những cái nền tảng mà có thể nền tảng ký số, để có thể là thay vì việc là mình cứ phải gửi cái file đi và gửi file lại, thế thì bây giờ là mình ký những cái hợp đồng, là ký chỉ cần gửi cái đường link cho bên đối tác thôi là có thể ký được ngay đấy. Thế và phía Umisa có cái nền tảng ký ký số WeSign đấy, thì giúp cho doanh nghiệp là hoạt động sản xuất kinh doanh ký giá với nhau là rất là nhanh nhanh chóng đấy, và tiện lợi. Cái thứ hoạt động thứ hai đó là cái hoạt động về tự động hóa, thì chúng tôi khuyên doanh nghiệp mà sử dụng những cái giải pháp mà giúp tự động hóa, ví dụ như là tự động hóa về nhập liệu dữ liệu hóa đơn chứng từ đấy, ví dụ như là cái công cụ Misa, có cái công cụ Misa Inbox đấy, giúp cho doanh nghiệp có thể tự động nhập những hóa đơn đầu vào đấy, hay là kết nối với những cái ngân hàng điện tử, ví dụ như là Misa Bank Hub, giúp cho các doanh nghiệp mà kết nối ngân hàng điện tử và có thể tự động đối chiếu những cái giao dịch với cả ngân hàng đấy. Thì nó giúp cho tăng hiệu quả lên hàng chục lần. Ví dụ bình thường một cái nhân viên kế toán là phải mất cả một buổi sáng để mà ngồi đối chiếu hay nhập hóa đơn chứng từ đấy, cho hàng hàng trăm cái khách hàng mà trả tiền này ạ. Thì bây giờ dùng những cái công cụ này thì họ chỉ mất còn có 15 phút thôi đấy, thay vì là mất cả 4 tiếng đồng hồ cả một buổi sáng đấy, thì cái tăng hiệu quả rất là rõ rệt đấy. Thế và cái thứ ba đó là những cái chúng tôi cũng khuyên những cái đưa ra những cái hướng dẫn để giúp các cái doanh nghiệp có thể lựa chọn những cái kết nối cái hệ thống của mình với tất cả những cái cơ quan như là thuế, như là bảo hiểm xã hội, như là những cái dịch vụ bên ngoài khác đấy, phải thay bằng ví dụ những cái dịch vụ về về vận chuyển chẳng hạn, ví dụ ngân hàng điện tử, rồi dịch vụ về chuyển phát, rồi thanh toán chẳng hạn, để tất cả đấy chúng ta đều có thể kết nối trực tiếp với cả những cái đơn vị đó. Và hiện nay những cái nền tảng rất nhiều doanh nghiệp, trong đó ví dụ như là có Misa Amit thì cũng cung cấp giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp, và như vậy mình sẽ mất cái đỡ được cái rất nhiều tốn tốn đỡ tốn được rất nhiều cái công sức mà mình phải làm bằng tay, đúng không? Đấy. Hay là đặc biệt là trong cái đại dịch Covid này, cái việc mà di chuyển mình cũng gặp nhau trực tiếp là rất là hạn chế đấy, thì giúp doanh nghiệp tự động hóa và tăng tăng được cái năng suất. Thế và cái đến cái bước thứ ba, cái level thứ ba của cái chuyển đổi số ấy, đó là dựa vào những cái bước level 2, level 3, cấp độ 2, cấp độ 3, mình đã có những cái dữ liệu đặt trên cái nền tảng cloud rồi. Đấy, tất cả những giải pháp chúng tôi đều khuyên là doanh nghiệp sử dụng nền tảng cloud, thì chúng ta đã có một cái tập khách hàng, cái dữ liệu tích lũy trong cái nhiều năm đấy. Và cái level 3 chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái công cụ những công nghệ như là Big Data, những cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo và học máy, để giúp doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá cái sức khỏe của doanh nghiệp,
và thậm chí có thể dự báo được cái tình hình tài chính, dự báo được những cái tình hình kinh doanh để giúp cái doanh nghiệp có thể ra được những quyết định nhanh chóng, kịp thời đấy, và từ đây giúp doanh nghiệp có thể là mở ra những cái thị trường mới, những cái sản phẩm mới, giúp doanh nghiệp có thể phát triển cách đột phá đấy. Thì đấy là cái mục tiêu của cái cấp độ thứ hai và thứ ba mà chúng tôi đã đưa ra khuyên cho các cái doanh nghiệp trong cái khung chuyển đổi số.